Ác báo đáng sợ. Sáng nay, có người ở Việt Nam dẫn hai đứa bé tới gặp tôi, nói sức khỏe chúng không được tốt, mong tôi giúp chúng mọi sự thuận lợi như ý Cát Tường. Hai đứa bé này thần kinh không bình thường, tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay, bèn hỏi chúng có từng sát sinh không. Sau khi mẹ chúng nghe tôi giảng giải một hồi, bà mới hiểu ra và kể. Trước đây có một cây đại thọ, họ đem chặt đi thì thấy dưới cây có hai con rắn, chúng đã chui vào trong hang. Lúc đó, hai đứa bé này đã dùng nước sôi đổ vào hang cho hai con rắn chết. Sau việc làm đó, con trai cả của họ tự nhốt mình trong phòng. Mấy ngày sau, cháu ra ngoài thì phát bệnh thần kinh. Đứa con trai đầu như thế, đứa thứ hai cũng vậy, cả hai đều bị bệnh thần kinh. Bà mẹ hy vọng tôi có thể giúp họ hóa giải việc này. Bệnh này liên quan tới sát sinh, do họ hành xử tàn nhẫn, không có lòng từ bi. Hai con rắn đã chui vào hang rồi, thế mà họ còn đổ nước sôi hại chết. Hai con rắn này vốn là hai anh em, bị họ hại bỗng chết thì bản thân họ cũng phát bệnh điên. Nghiệp sát sinh lãnh báo ứng rất nặng, cứ giết chóc rồi bị báo, hổ tương sát, hổ tương báo. Đây là việc rất bi thảm của thế giới. Dù mọi người không hiểu, không tin là tạo nghiệp sát sẽ phải lãnh ác báo, nhưng chuyện báo thù đền nợ không ngừng xảy ra, tạo thành quốc chiến, tạo thành nghiệp sát hại lẫn nhau. Nghiệp sát càng sâu, tội tạo càng nặng, nên cứ giết chóc nhau mãi không ngừng. Vào năm 1980, có vị giám đốc từ Đông Nam Á xa xôi đến Vạn Phật Thánh Thành cầu tôi cứu giúp, vì ông mắc bệnh ung thư rất nặng. Tôi dẫn ông lên chánh điện cho phát lộ sám hối trước mười phương chư Phật, Bồ Tát và tứ chúng để cứu giảng nghiệp tội của ông. Ông kể mình phạm nhiều tội ác, từng ăn vô số thịt chúng sanh như ốc khỉ, chân ngỗng, chân dân. Sau đó tôi hỏi, ông có từng giết người không? Ông nói, tuyệt đối không, nhưng con đã từng bảo bà xã phá thai. Tôi giải thích, vì vậy ông phát bệnh nan y đáng sợ là do tất cả những sinh mạng này tìm đến đòi nợ ông. Tôi xin nhắc nhở quý vị, không nên phá thai và đừng bao giờ xúi bảo người phá thai, bởi làm vậy cũng đồng tội giết người. Người trì giới thì có công đức trì giới, kẻ phá giới thì có ác báo phá giới. Nói theo lý nhân quả, dù quý vị có thọ giới và giữ giới hay không, nhân quả luôn luôn tồn tại vận hành. Hành vi sát sinh, giết thai nhi là rất sai lầm. Theo luật nhân quả, chắc chắn quý vị phải chịu báo ứng đền trả. Tất cả những việc sát sinh này chỉ làm tăng thêm lòng oán hận, chiêu dời những bệnh lạ quái ác vào thân kèm theo những triệu chứng khác thường khó giải thích và không chữa được. Bây giờ, ngoài ung thư còn có những bệnh nan y khác. Những bệnh này đầu tiên bắt nguồn từ phạm giới tà dâm, sát sinh, ăn cắp, nói dối và dùng chất say, hút chích các chất ma túy. Khi mọi người đều giữ ngũ giới, thực hành thập thiện và ăn chay, thì sẽ không có thiên tai và được hưởng rất nhiều phước báo cực lớn. Thậm chí, chính cái tâm trong lành sẽ khiến nhiều người có thần thông và khai mở ngũ nhãn. Những câu chuyện bệnh hoạn báo ứng là có thực và hiện thân thuyết pháp, nhưng người thế gian không tin, đa số còn dốc sức tạo ác, không biết ngưng sát phóng sinh. Nếu chúng ta muốn thế giới thái bình thì mọi người nên giữ năm giới: không sát, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu hay hút chích các chất ma túy. Nếu quý vị không tạo nghiệp xấu thì thế giới sẽ không có thiên tai, đau khổ, bệnh tật và người ta sẽ sống hạnh phúc. Hòa thượng Tuyên Hóa.